Thưa quý vị, chính phủ Burkina Faso đã lên án vụ tấn công nhằm vào một đoàn xe tiếp tế đi đến thị trấn Djibo ở tỉnh Som, một phần thuộc khu vực Sahel thuộc lãnh thổ nước này, khiến cho hàng chục người thiệt mạng và mất tích vào ngày 27 tháng 9. Tổng thống Paul Henry Damiba đã tới thị sát hiện trường và dành một phút để tưởng niệm các nạn nhân. Đoàn xe trên được quân đội hộ tống chở hàng tiếp tế đến thị trấn Djibo đã bị tấn công tại một điểm dừng chân trên đường đi, theo báo cáo sơ bộ, vụ tấn công đã làm 11 binh sĩ thiệt mạng, 28 người bị thương và khoảng 50 dân thường mất tích. Đây là vụ tấn công thứ hai xảy ra trong tháng này nhằm vào một đoàn xe tiếp tế ở miền Bắc Burkina Faso. Trước đó vào đầu tháng 9, một vụ nổ bom tự chế trên đoạn đường giữa Dibu và thị trấn Bunzanga cũng ở khu vực trên đã làm chết ít nhất 35 dân thường, trong đó có trẻ em. Số liệu thống kê cho thấy kể từ năm 2015 đến nay, Tình trạng mất an ninh ở Burkina Faso do hoạt động mạnh của các nhóm vũ trang liên kết với các tổ chức khủng bố Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người và khiến khoảng 2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.